Năm nay, thị trường hoa tươi thành phố Hồ Chí Minh đón nhận thêm giống hoa hồng Hà Nội. Mặc dù quãng đường vận chuyển xa hơn, nhưng giá hồng Hà Nội có giá chỉ khoảng một nửa so với hồng Đà Lạt. Hoa hồng Đà Lạt màu tươi, cánh hoa dày và màu nở đẹp nên vốn được nhiều người ưa chuộng. Hiện giá hồng Đà Lạt đã nhảy vọt từ 90.000 đồng một bó, sỉ 30 bông lên 300.000 đồng một bó, tức là tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Các loại hoa khác như baby, thạch thảo, đồng tiền, hạ mai cũng tăng nhẹ từ 3.000 đến 5.000 đồng một cành. Giá hoa hồng tăng đột biến chủ yếu là do nguồn hàng và nhân công khan hiếm sau kỳ nghỉ Tết. Mới Tết xong thì vận chuyển vào thì giá nó cao hơn so với ngày thường. Như vận chuyển xe nó sẽ lấy giá thành cao hơn vì nó ít xe đi lại á. Bình quân mỗi tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị từ 1.000 đến 1.500 bó hồng tươi để phục vụ cho dịp lễ tình nhân. Trước tình trạng giá hoa tươi tăng cao, quý khán giả nên đặt hoa trước, đồng thời có thể cân nhắc lựa chọn những sản phẩm khác sao cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa.